Hồng Nhung xin chào quý khán thính giả đang xem chương trình Headline News. Sau đây xin mời quý vị theo dõi những tin nổi bật sáng nay. Bản tin đầu tiên về Thụy Sĩ. Cảnh sát Thụy Sĩ đã bắt được kẻ sử dụng cưa máy tấn công thường dân. Người này có tên là Franz Roses, 50 tuổi, đã bị bắt tại thành phố Thorwil, cách Sørvågen khoảng 60 km. Và các cuộc điều tra đang tiến hành để tìm nguyên nhân của vụ tấn công đầu tiên được xảy ra ở tại một văn phòng bán bảo hiểm ở Sørvågen, khiến cho nhiều người bị thương. Frank Rossis là một kẻ lang thang vô gia cư và đã từng gây án trước đây. Y cũng là khách hàng của văn phòng bảo hiểm nói trên. Tòa án tối cao Liên Âu rút tên hổ Temo ra khỏi danh sách khủng bố, nhưng giữ tên Hamas trong danh sách này. Danh sách khủng bố này đã được công bố lần đầu tiên sau vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001 và được bổ sung lần cuối cùng vào tháng Giêng của năm nay. Lực lượng quân sự Hamas đã bị chính quyền Liên Âu đưa vào danh sách này vào năm 2001 và lực lượng hổ Temo bị đưa vào danh sách này vào năm 2016. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên Âu bác bỏ mọi luận cứ của Hungary và Slovakia về vấn đề định cư di dân. Hai quốc gia nói trên đã cho rằng việc Liên Âu ép buộc họ phải nhận di dân đến từ Ý và Hy Lạp là vi hiến. Tòa án Liên Âu sẽ xử vụ kiện này sau khi mùa nghỉ hè chấm dứt. Tòa án Liên Âu không bắt buộc phải tuân theo ý kiến của Bộ trưởng Tư pháp Liên Âu, tuy nhiên thường thì họ đồng ý với lập luận của vị này. Đức Hồng Y George Pell bác bỏ mọi cáo buộc xâm phạm tình dục trước phiên tòa đầu tiên tại Úc Châu. Đức Hồng Y Pell đã giữ yên lặng, chỉ có luật sư của ngài phát biểu trước phiên tòa mà thôi. Phiên tòa lần tới sẽ được tái xử vào ngày 6 tháng 10. Công tố viên tuyên bố mọi chứng cứ cho phiên tòa trên sẽ phải trình nộp trước ngày 8 tháng 9. Cảnh sát đã phải hộ tống Đức Hồng Y ra khỏi tòa xuyên qua một đoàn quân báo chí. Trung Cộng và Philippines đồng ý hợp tác khai thác Biển Đông. Tại thủ đô Philippines, cả hai ngoại trưởng Phi và Trung Cộng đồng ý cùng hoạt động để giữ vững lợi ích chung, hòa bình và ổn định trên vùng Biển Đông, nơi mà quyền lợi của cả hai quốc gia đang chồng chéo lên nhau. Trung Cộng nhấn mạnh về việc quyền lợi và bổn phận của cả hai quốc gia khó có thể phân biệt rõ ràng, cho nên việc chung nhau hoạt động là một điều thiết yếu. Tình báo của Hoa Kỳ tiết lộ Bắc Hàn sẽ cho bắn thử một hỏa tiễn thí nghiệm khác trong vài ngày sắp đến. Thông tin trên được loan báo sau khi cơ quan tình báo của Hoa Kỳ nhìn thấy các việc sắp đặt chuẩn bị đang được tiến hành ở vùng sẽ có cuộc bắn thử sắp tới. Trung Cộng lập tức đưa ra một thông báo kêu gọi các quốc gia phải tăng cường mọi tiếp xúc, kiềm chế và các hoạt động khiêu khích để có thể thảo luận nhằm ngăn cản hành động kể trên của Bắc Hàn. Tàu chiến Hoa Kỳ đã phải bắn cảnh cáo sau khi bị tàu của Iran áp sát tại vùng biển của Kuwait. Sau những điện báo, hỏa báo và còi hụ cảnh báo, thì tàu Iran vẫn đến quá gần trước mũi của tàu trong vòng 150 yards. Chiếc USS Thunderbolt phải bắn cảnh cáo. Tàu tuần của Iran dừng lại và sau đó loan báo rằng tàu tuần duyên của Mỹ đã cố tình gây chiến và đâm vào tàu tuần duyên của Iran. Sự việc xảy ra bên ngoài bờ biển của Kuwait vào ngày hôm qua thứ Ba. Phi cơ chính phủ Syria tiếp tục oanh tạc chống khủng bố ở miền đông thủ đô Damascus. Chính phủ Syria nói rằng lệnh ngừng bắn do họ loan báo hôm 22 tháng 7 vẫn còn hiệu lực. Và cuộc oanh tạc nói trên chỉ nhắm vào các thành phần khủng bố trong danh sách của chính phủ. Và qua trung gian của Ai Cập thì các phe chống đối vẫn còn ở trong vùng này đã chịu thi hành lệnh ngừng bắn ở miền đông của Damascus để thành lập một vùng giảm chiến tại nơi đây. Có khoảng 100 người dân Israel chiếm đoạt một tòa nhà trong vùng Tây Ngạn. Những người chiếm đoạt tòa nhà này thuộc khoảng 15 gia đình của người Israel. Họ đã chiếm tòa nhà nói trên nằm trong thành phố Hebron, nơi Israel đã chiếm đóng và kiểm soát kể từ năm 1967. Quân đội Israel đang chuẩn bị để trục xuất số người nói trên. Việc trục xuất đã xảy ra một lần vào năm 2012 khi mà họ mua tòa nhà này. Israel cho rằng việc mua bán này là bất hợp pháp. Bản tin về Hoa Kỳ. Hạ viện Hoa Kỳ chấp thuận dự luật cấm vận lên Nga, Iran và Bắc Hàn. Dự luật nguyên bản được thảo ra bởi Thượng viện của Hoa Kỳ chỉ áp đặt lệnh cấm vận lên Nga mà thôi. Hạ viện đã dùng dự luật này và đưa thêm vào hai quốc gia khác, đó là Iran và Bắc Hàn. Thượng viện sẽ biểu quyết dự luật này vào tháng tới và sau đó sẽ chuyển sang cho Tổng thống Trump để ký ban hành. Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ ông Rick Perry bị một danh hài người Nga qua mặt.
Một diễn viên hài hước của Nga hôm 19 tháng 7 đã gọi điện thoại nói chuyện với ông Rick Perry và giả vờ mình là thủ tướng của Ukraine. Ông Perry đã tưởng thật và nói chuyện với anh ta trong suốt 22 phút. Và trong cuộc nói chuyện thì ông Perry đã gợi ý muốn bán thai của Hoa Kỳ cho Ukraine. Được biết người gạt ông Perry cũng chính là người đã từng gọi cho ca sĩ Elton John, người Anh, đóng vai tổng thống Nga, đó là ông Putin. Đảng Cộng Hòa tiếp tục thất bại trong việc ban hành đạo luật bảo hiểm y tế mới. Đảng Dân Chủ đoàn kết với 48 thượng nghị sĩ đã bỏ phiếu chống và Đảng Cộng Hòa có 2 phiếu chống và đã dùng một phiếu của Phó Tổng thống Pence để được thảo luận bắt đầu. Đến 5 giờ chiều ngày hôm qua, dự luật cải tổ Obamacare đều đầu tiên đã bị thất bại với tỷ lệ là 43 thuận và 57 chống. 9 phiếu chống lại đến từ Đảng Cộng Hòa. Thượng nghị sĩ John McCain đang điều trị bệnh ung thư não cũng đã bỏ phiếu thuận cho cuộc thảo luận bắt đầu. Giới chức của thành phố New York cấp thêm 800 triệu Mỹ Kim để cứu nguy cho hệ thống xe điện ngầm. Nhiều toa xe không ghế sẽ được thêm vào các tuyến đường đông khách và tuyến đường C sẽ được nối thêm nhiều toa và sẽ có thêm nhân viên y tế phục vụ cho các khách hàng. Ngân khoản này sẽ trang trải cho 30 đề mục sửa chữa mới nhằm tăng hiệu lực cho hệ thống xe điện ngầm New York trong một tương lai rất gần. Và một tin liên quan đến Hoa Kỳ, phát giác nhiều thiếu sót trong việc chuyển giao vũ khí quốc phòng thặng dư cho cảnh sát. Cơ quan kiểm tra tài sản chính phủ đã giả mạo hồ sơ của một cơ quan cảnh sát để xin Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ phân phối các vũ khí thặng dư về địa phương. Bộ Quốc phòng theo nguyên tắc đã chấp thuận việc chuyển giao này theo luật lệ quy định. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng đã không hề kiểm tra xem thử số vũ khí đó có còn ở nơi phân phối hay là đã bán đi cho ai khác. Thượng viện của tiểu bang Texas hạn chế quyền sử dụng phòng vệ sinh theo giới tính trong khai sinh. Dự luật này sẽ được gửi xuống Hạ viện để biểu quyết. Dự luật sẽ bác bỏ các luật hiện hành tại các thành phố trong tiểu bang nếu trái với lại dự luật này. Phó thống đốc tiểu bang ủng hộ dự luật trên cho rằng dự luật sẽ bảo vệ được quyền lợi của trẻ em và phụ nữ. Dự luật này tương tự như là một đạo luật đã ban hành tại North Carolina trước đây. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Tillerson tạm thời vắng mặt trong một thời gian ngắn. Phát ngôn viên tên là Heather Nauert của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ loan báo rằng có lẽ ông Tillerson cảm thấy mệt sau các tuần lễ căng thẳng vừa qua. Ông đã phải đi dự hội nghị G20 rồi đến các quốc gia của Ả Rập để giải quyết vụ Qatar. Được hỏi tại sao không dùng danh từ vacation, tức là được nghỉ phép, thì cô Heather Nauert trả lời cô không rõ dùng chữ đó có đúng với lại trường hợp này hay là không. Có tin cho rằng ông Tillerson đang nghĩ đến chuyện sẽ từ chức bởi vì đã có những xung đột xảy ra đối với lại Tổng thống Trump trong thời gian gần đây. Bản tin tiếp theo liên quan đến tiểu bang Mississippi. Cảnh sát ở South Haven bắn chết chủ nhà sau khi đến nhầm địa chỉ để bắt kẻ có tractor. Ismael Lopez, 41 tuổi, đã bị bắn chết trong đêm chủ nhật vừa qua khi mà cảnh sát đến nhà của anh ta để bắt giữ Samuel Perman, vốn ở tại một số nhà khác trên cùng một con đường, mà theo trách tòa đã căn tội hành hung. Cảnh sát đã đến nhầm địa chỉ và bắn xuyên qua cửa chính và giết chết chủ nhà khi mà anh ta ra để mở cửa. Theo khảo sát cho thấy, não bộ của đa số các cầu thủ football đều bị thương tích vì các chấn thương đầu liên tiếp. Một cuộc khảo sát não bộ của 202 cựu cầu thủ football và kết quả cho thấy não bộ của họ bị suy thoái vì những chấn thương đầu liên tiếp do các cú húc tấn công vào đối thủ. 202 người tình nguyện cho khảo sát não bộ này là các cựu cầu thủ của hai liên đoàn football Hoa Kỳ và Canada, cũng như là các liên đoàn football tại đại học và trung học. Tin Việt Nam, nước lũ đang đổ về đồng bằng sông Cửu Long với mức độ lớn hơn nhiều so với năm trước. Mực nước cao nhất trên sông Tiền ở tại Tân Châu vào ngày 24 tháng 7 đạt 2,63 m, trên sông Hậu tại Châu Đốc đạt 2,27 m, cao hơn cùng kỳ của năm 2016 từ 0,3 đến 0,7 m. Tại khu vực đầu nguồn thì mỗi ngày mực nước tăng 10 cm, vùng nội của Đồng Tháp 10 lên 6 cho đến 8 cm. Và một tin liên quan đến Việt Nam, chính quyền tỉnh Hòa Bình kiểm điểm các cơ quan liên quan đến việc quản lý khai thác cát sông Đà. Hàng trăm người dân tại hai xã Hợp Thành và Hợp Thịnh, huyện Kỳ Sơn đã tập trung phản đối việc Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp phép cho các doanh nghiệp khai thác cát trên sông Đà, trên con sông đi ngang qua hai xã nói trên. Chính quyền của địa phương nói rằng việc cấp phép cho hai công ty khai thác cát sỏi trên sông Đà đã theo đúng quy định của pháp luật. Tuy vậy, những công ty thuộc được cấp phép đã vi phạm nguyên tắc khai thác gây ảnh hưởng cho đời sống của dân chúng xung quanh. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Headline News. Phần tin chi tiết sẽ được trình bày trong phần Top News.
Hồng Nhung xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình. Những chương trình tiếp theo sẽ được gửi đến quý vị sau một vài thông tin thương mại.